Kính chào quý thầy cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Thu Diệu, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Trong những năm gần đây, dấu STEM không còn xa lạ đối với giáo viên phổ thông, đặc biệt đối với giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên. Theo công văn 3089 của Bộ Giáo dục, dạy học các môn khoa học theo bài học STEM là hình thức tổ chức dạy học STEM chủ yếu trong nhà trường trung học. Từ này cho thấy STEM ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai trong năm học tới. Do đó, mình đặc biệt hào hứng tham gia chương trình tuyển chọn và đào tạo giáo viên STEM do Vinh University tổ chức. Tới nay, mình và các giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã tổ chức rất nhiều các chủ đề STEM và một trong số đó là chủ đề tiệc sinh nhật diệu kỳ. Như chúng ta đã biết, trong thực tế cuộc sống xảy ra rất nhiều sự biến đổi kỳ thú. Hai trong số đó là sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học. Vậy làm thế nào có thể phân biệt được các sự biến đổi này trong thực tế cuộc sống? Chủ đề được xây dựng trên cơ sở 3 yêu cầu cần đạt của bộ khoa học tự nhiên lớp 8, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khi tham chiếu sang chương trình hiện hành, nó cũng thỏa mãn mục tiêu của bài 12 môn học 8, một phần bài 25 môn sinh học 8. Sau khi học xong, học sinh sẽ đáp ứng được một số mục tiêu cũng như các yếu tố STEM như trên video. Chủ đề được tổ chức theo mô hình dòng 7E. Thầy gọi học sinh sinh nhật trong tháng sẽ tham gia bữa tiệc rất đặc biệt. Trên cơ sở đó, học sinh sẽ liệt kê tất cả các hoạt động xảy ra trong bữa tiệc thông qua hệ thống công não. Ở bước khảo sát, học sinh làm thí nghiệm theo nhóm và điền thông tin trên phiếu học tập. Đây là bước quan trọng để hình thành kỹ năng thí nghiệm cũng như kiến thức nền cho học sinh. Học sinh báo cáo và phân tích kết quả thí nghiệm, từ đó hình thành khái niệm sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học. Ở bước củng cố, học sinh quay lại tìm sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học ở các hoạt động mà học sinh đã liệt kê trong bữa tiệc sinh nhật thông qua một số gợi ý. Các em sẽ tham gia thử thách ăn bánh mì theo nhạc bài hát Chiếc Bụng Đói. Mỗi học sinh sẽ nhai thật kỹ một mẩu bánh mì trong thời gian 3-4 phút, từ đó cảm nhận sự thay đổi vị trong khoang miệng. Để làm được điều này, học sinh phải thử trên bánh mì ít ngọt, mà ở đây cụ thể là bánh mì Ba Lan đặc sản của tỉnh Nam Định. Từ đó, học sinh sẽ phân tích sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học thông qua một số gợi ý. Ở bước đánh giá, học sinh trả lời một số câu hỏi nhanh trong trò chơi Ai Nhanh Hơn. Các câu hỏi này đều liên quan đến các hoạt động của chủ đề. Học sinh trình bày ý tưởng làm dự án tại nhà liên quan đến nội dung bài học của mở rộng. Ví dụ, làm nước màu hay còn gọi nước hàng kẹo đắng, nấu thịt kho tàu có sử dụng kẹo đắng. Hay làm sạch muối ăn. Cuối cùng, giáo viên tổng kết đánh giá kết quả của học sinh trên phần mềm Classdojo. Như vậy, mình vừa trình bày các hoạt động trong chủ đề STEM tiệc sinh nhật diệu kỳ thuộc môn học tự nhiên lớp 8, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mình hy vọng chủ đề sẽ góp phần giúp các thầy cô và các bạn hiểu hơn về giáo dục STEM, dạy học vận dụng giáo dục STEM thông qua các chủ đề môn học. Từ đó sẵn sàng tâm thế và năng lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới. Cuối cùng, cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.